Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Làm Tông Chủ, Quy Củ Của Ta Có Chút Dã, tác giả Nina Phù. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 216 Hợp Tông. Ôm Nguyệt Tông luyện khí một mạch Hỏa Đức Phong thành lập. Cái này không đúng. Còn như vậy nói tiếp, chúng ta mẹ nó đều muốn bị tự thuyết phục. Năm vị thái thượng trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ, càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Chủ yếu là đi cái đồ chơi này nghe là thật không thích hợp a. Không được, đến mau nói khuyết điểm. Nói chỗ xấu a. Làm gì một mực nói xong chỗ. Nhưng ngỗng. Bọn hắn lời nói này, lại là để Kim Chấn các loại đương đại trưởng lão được gợi ý lớn. Kim Chấn vỗ ngực. Nếu nói như vậy, ta cũng sẽ a. Thí dụ như kia cái gì, ngày sau gặp được không muốn nhận khách nhân, không muốn nhận sinh ý, đúng không? Dĩ vãng có lẽ bởi vì một ít quan hệ chúng ta không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp, nhưng nếu là nhập vào Lãm Nguyệt Tông, vậy chúng ta hoàn toàn có thể cầm Lãm Nguyệt Tông làm bia đỡ đạn a. Liền nói tông chủ không để cho ta tiếp thực sự không được, liền nói chúng ta vội vàng là đệ tử trong tông chế tạo các loại pháp bảo, không không cũng được a. Chỗ tốt này, để chư vị trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng. Là thật nói đến trong tâm khảm, làm ăn, luyện khí nói cho cùng, cũng là ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ liền khó tránh khỏi bị khinh bỉ, khó tránh khỏi gặp được những cái kia không nói đạo lý hiếm thấy hộ khách, nhất là những cái kia tiên nhị đại, đơn giản. Dĩ vãng bọn hắn không ít bị khinh bỉ, nhưng Hỏa Đức Tông lại không dám tùy ý đắc tội bọn hắn, chỉ có thể khổ cáp cáp cười làm lành mặt. Nhưng nếu là nhập vào Lãm Nguyệt Tông lại thêm trước đó mấy vị thái thượng, trưởng lão chỗ liệt kê chỗ tốt, tê. Giờ phút này. Mấy vị trưởng lão tất cả đều trông mong nhìn chằm chằm Hỏa Côn Lôn, ánh mắt sáng rực. Nếu không có lo lắng bị mấy vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu, bọn hắn cơ hồ phải nhẫn không nổi mở miệng chiêu hàng. Tông chủ ta đầu đi. Nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ a. Thái thượng đại trưởng lão khí run rẩy, tóm lại, ta không đáp ứng. Nhất định có chỗ xấu. Sao có thể chỉ có chỗ tốt? Đối với, chỗ xấu cũng có. Hỏa Côn Lôn gật đầu, hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hoặc là nói, trước đó hắn sớm đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ là liền ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, mấy vị này thái thượng trưởng lão mắng đến mắng đi, nói tới nói lui, kết quả đến cuối cùng, thế mà tất cả đều là chỗ tốt, chỗ xấu là một đầu đều không có nói a. Đương nhiên là có. Thái thượng nhị trưởng lão trừng mắt, tỷ như Lãm Nguyệt Tông chỉ là tam lưu tông môn, chúng ta Hỏa Đức Tông tốt xấu là nhị lưu đỉnh tiêm nhập vào tam lưu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chúng tu tiên, tu chính là cái mặt mũi, tu chính là một hơi. Như vậy không cần mặt mũi sự tình, há có thể làm. Hỏa Côn Lôn không chút nghĩ ngợi, trả lời, tam lưu chỉ là cái biểu tượng, như chúng ta Hỏa Đức Tông cái này đỉnh tiêm nhị lưu, trong đó có bao nhiêu trình độ chính chúng ta rõ ràng. Huống chi, Nhật Nguyệt Tiên Triều một trận chiến đã truyền ra, sau đó, ai còn dám ôm đồm Nguyệt Tông khi tam lưu tông môn nhìn. Nó chính là nhất lưu. Nhị lưu nhập vào nhất lưu, không kỳ quái. Cái này, Thái Thượng Nhị trưởng lão bị nghẹn lại. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Thôi, hay là để ta tới nói đi. Hỏa Côn Lôn lắc đầu, chỗ tốt các ngươi đều nói không sai biệt lắm, chỗ xấu đâu, còn có một cái, trọng yếu nhất chính là chủ quyền. Nhập vào Lãm Nguyệt Tông, bị người chế ước, từ nay về sau, liền muốn lấy Lãm Nguyệt Tông vi tôn, chờ đợi nó mệnh lệnh làm việc. Đây là lớn nhất chỗ xấu, cũng không thể nói là chỗ xấu đi, phải nói là lớn nhất tổn thất. Nhưng cho dù có chủ quyền, chẳng lẽ chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không đồng dạng có rất nhiều chế ước. Chỉ là chế ước phương khác biệt thôi, khác nhau chưa chắc lớn bao nhiêu, không phải sao. Cùng thụ hộ khách, thụ ngoại nhân chế ước, thụ ngoại nhân khí, chẳng lớn mạnh bản thân đồng thời tìm chỗ dựa, ăn người ta đan dược, học người ta vô địch pháp, còn có thể mượn người ta thế chỗ tốt gì đều chiếm, ta cũng chỉ là bỏ ra một chút thanh danh, bỏ ra một chút không đáng một đồng đồ chơi. Liên loại tình huống này, không tổn thất chút gì, ta đều cảm thấy mình không phải người. Hỏa Côn Lôn trực tiếp nói cho rõ ràng. Chỉ muốn chỗ tốt, không muốn có nửa điểm bỏ ra, trên đời này từ đâu tới loại chuyện tốt này. Huống chi, các ngươi cũng chớ có ồn ào. Người ta Lãm Nguyệt Tông tài nguyên cũng không phải gió lớn thổi tới, coi như chúng ta muốn nhập vào Lãm Nguyệt Tông, người ta có thu hay không, cũng vẫn là ẩn số đâu. Có thể hay không coi trọng chúng ta đều là hai chuyện, còn ngại cái này ngại cái kia. Có tư cách gì à? Tất cả trưởng lão không lên tiếng, tất cả đều lặng lẽ gật đầu. Tông chủ hắn không có tâm bệnh à? Tông chủ không phải phản đồ. Tông chủ nói đều đúng thế, các thái thượng trưởng lão thì là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, chỉ vào Hỏa Côn Lôn run rẩy, nhưng thật lâu, nhưng cũng đều nói không ra một câu,
Cuối cùng, chỉ có thể hung hăng vung tay mà đi, ai? Thôi, thôi, Tử Tôn bất hiếu a, chúng ta già, không làm chủ được, hiện tại những vãn bối này, thật sự là việc này, các ngươi tự mình làm chủ, lão phu mặc kệ. Đáng giận, bọn hắn đi. Hiển nhiên, mặc dù đang mắng, nhưng kỳ thực đã ngầm thừa nhận đồng ý, chỉ là chỉ đơn giản như vậy. Hỏa Côn Lôn nháy mắt, có chút mộng. Như vậy liền thành, thế nhưng là, ta chỉ ít chuẩn bị mấy vạn chữ lý do thoái thác, chuẩn bị thuyết phục các ngươi a, lúc này mới vừa làm cái đầu đâu, các ngươi sẽ đồng ý, vậy ta không phải trắng chuẩn bị sao? Còn có, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngươi vừa rồi phẩy tay áo bỏ đi thời điểm, khóe miệng ý cười là chuyện gì xảy ra? Chắc, Hỏa Côn Lôn đột nhiên kịp phản ứng. Sẽ không phải mấy lão già này sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là trở ngại mặt mũi không tốt nói ra đi. Sau đó, ta xách ra, bọn hắn thậm chí còn nhân cơ hội này mắng ta một trận. Cái này đặc nương thật sự là, Hỏa Côn Lôn không khỏi sạm mặt lại. Luôn có một loại bị người một nhà hố cảm giác a. Mấu chốt cũng đều là trưởng bối của mình. Càng mấu chốt chính là, bị bọn hắn chỉ vào cái mũi cuồng phún một trầu về sau, còn muốn vắt hết óc, nghĩ biện pháp để Hỏa Đức Tông chân chính dung nhập Lãng Nguyệt Tông, trở thành thứ nhất bộ phận cho nên, đặc nương, chuyện gì xấu đều để chính mình đuổi kịp đúng không? Các ngươi từng cái hiên ngang lẫm liệt, mắng cũng mắng, thoải mái cũng sướng rồi. Chính mình đâu, mắng chịu, nổi cõng, việc còn phải chiếu làm. Tức giận a, mà lại tối quá a, quả nhiên, Khương hay là giả dua a, Hỏa Côn Lôn trong lòng đang nghĩ linh tinh đâu. Đã thấy Kim Trấn các loại trưởng lão mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng thầm nói, chư vị thái thượng cái này ra đây là ý gì? Không tạo a, hẳn là chấp nhận đi. Chỉ là bọn hắn vừa rồi thái độ Hỏa Côn Lôn càng là im lặng, lại vô lực. Cái này đều không hiểu rõ sao. Còn ở lại chỗ này mà giả ngây thơ. Còn không tạo. Nhưng lập tức hắn kịp phản ứng. Bọn gia hỏa này đồng dạng đều là lão hồ ly, sớm đã thành tinh, làm sao lại làm không rõ ràng. Nói một cách khác, bọn hắn ở đâu là không hiểu rõ a? Rõ ràng là so với ai khác đều hiểu, hiểu thật thật mà, sở dĩ ở chỗ này kéo con bê, ở chỗ này trang, hoàn toàn là đang thay đổi lấy pháp thúc chính mình nhanh đi tìm Lâm Phàm, đại huynh đệ thương lượng đâu, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy nha, đủ. Lại nhìn ta đi tìm Lâm Tông chủ thương nghị một phen lại nói, người ta có nguyện ý hay không thu chúng ta cái phiền toái này hay là hai chuyện đâu, hừ, Hỏa Côn Lôn cũng là phẩy tay áo bỏ đi, Kim Trấn. Mã Sán Lạn các loại một đám trưởng lão lại là hết thảy đều lộ ra dáng tươi cười. Hy vọng Lâm Tông chủ đồng ý. Từ nay về sau, chính là ta, Lãng Nguyệt Tông, hắc. Nếu là không đồng ý, chúng ta liền muốn điểm biện pháp, nhìn có thể hay không có đồ vật tốt gì có thể lấy ra liền nên như vậy. Về phần thanh danh, này, những năm gần đây, nói thật, chúng ta Hỏa Đức Tông, kỳ thật cũng không có lẫn vào cái gì thanh danh tốt, nhìn như đi đến chỗ nào đều có người nể tình, kỳ thực hư giả phồn vinh thôi. Nghĩ tới đây, bọn hắn thổn thức. Đây không phải bọn hắn phán đoán, mà là xác thực. Thí dụ như dĩ vãng một lần nào đó rời nhà đi ra ngoài, rất nhiều thế lực hội tụ. Tình huống lúc đó có chút phức tạp, nhưng trong đó hai cái nhất lưu thế lực có chút thù hận, vậy mà vứt bỏ chính sự tại không để ý, trước hết cãi vã, thậm chí sắp động thủ. Mặt khác nhất lưu tông môn đều không khuyên nổi. Hỏa Đức Tông dẫn đội trưởng lão xem xét, liền cũng nghĩ thử một chút. Dù sao, ngày bình thường tất cả mọi người rất cho mặt mũi, khuôn mặt tươi cười đón lấy, biểu hiện cũng cực kỳ thân thiết. Thậm chí mở miệng một tiếng lão ca ca, vị trưởng lão này nghĩ đến, chính mình tạm thời làm cái người khuyên can, hẳn là không vấn đề gì đi. Dù sao cũng không phải để bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ là để bọn hắn tạm thời yên tĩnh. Sau đó lại nói nhưng ai biết, cho ta cái mặt mũi lời kia vừa thốt ra, lại là trong nháy mắt bị song phương trào phúng. Mặt kia đánh, rung động đùng đùng. Ngày bình thường bảo ngươi một tiếng lão ca ca, ngươi thật đúng là cho là mình địa vị cực cao phải không? Nể mặt ngươi. Ngươi có cái gì mặt mũi? Ngươi tính là cái gì? Để cho ngươi ngồi ở chỗ này, đã là cho đủ mặt mũi, còn muốn làm người khuyên can. Ngươi cũng xứng. Sắc bén lời nói như lưỡi dao xuyên thẳng lòng người. Nhất thảo đản chính là, tại sao đó, thậm chí cũng không tốt cho người ta vung sắc mặt nhìn. Tối đa cũng chính là tại luyện khí phương diện hơi chế tài một chút người ta. Có thể Hỏa Đức Tông luyện khí là không tệ, nhưng cũng không phải là bọ cạp thịt thịt phần độc nhất, người ta còn có mặt khác lựa chọn a. Loại sự kiện này tuyệt không phải chỉ có một lần, mà là nhiều không kể xiết. Kỳ thật Hỏa Đức Tông nội bộ cũng chia là hai phái. Một phái, muốn kiên trì chính mình. Một phái khác lại cho rằng kiên trì chính mình rất khó khăn, còn không bằng tìm thế lực lớn đầu. Đại thụ dưới mặt đất tốt hóng mát, mặc dù sẽ đánh mất chủ quyền, nhưng tốt xấu sẽ không như vậy bị động, ngày sau rời nhà đi ra ngoài, cũng sẽ không tùy tiện bị người xem thường, bị người mỉa mai. Làm việc, cũng không cần lại như trước đó như vậy lo trước lo sau. Có thể vấn đề ở chỗ, phái này quá ít người.
lại, ném rất đơn giản, nhưng như thế nào xác định nhân phẩm của đối phương, như thế nào xác định chính mình đâu đằng sau, đối phương sẽ không làm loạn. Bởi vậy, việc này một mực bị gác lại, cho tới hôm nay bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, Lãng Nguyệt Tông, nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt nhất. Nhân phẩm không thể chê, không chỉ là Lâm Phàm người tông chủ này, đệ tử, cũng là như vậy. Nha nha lần này đi, nguy hiểm như vậy, Lâm Phàm chỉ là ra lệnh một tiếng, thậm chí cũng không từng yêu cầu bọn hắn tiến đến, những đệ tử này, lại là không một vắng mặt, thực lực tạm thời không nói, chỉ bằng bọn hắn đi, nhân phẩm này, liền không cần quá nhiều lo lắng. Nói cách khác, vô luận là Lâm Phàm làm tông chủ, hay là tương lai hắn những đệ tử này một trong kế vị, đều không cần lo lắng quá mức điểm này. Vả lại, những chỗ tốt khác càng nhiều, như đan dược, công pháp tài nguyên các loại, đều không cần nhiều lời, đơn giản thật là khéo. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, vấn đề lớn nhất không phải chủ quyền đánh mất, mà là, Lãng Nguyệt Tông trước mắt cuối cùng chỉ là Tam Lưu Tông Môn, có như vậy một đâu đâu không dễ nghe. Có thể cái này cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận, Tam Lưu thế nào, ai cũng không dám thật ôm đùm Nguyệt Tông khi Tam Lưu nhìn. Vả lại, hiện tại Lãng Nguyệt Tông chính là thiếu nhân thủ thời điểm, Hỏa Đức Tông một ném cái này không phải liền là, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hy vọng có thể thành công. Mã Sán Lạn Thẩm nói, như vậy, về sau nếu là gặp lại những tên kia, ta còn nói một tiếng cho ta cái mặt mũi, ta ngược lại muốn xem còn có mấy người dám khi nhục tại ta. Lúc trước, cái thứ nhất bị đánh mặt, chính là hắn a. Hỏa Thúc. Lâm Phàm vui tươi hớn hở xin mời Hỏa Côn Lôn tọa hạ, uống trà. Ngày sao có rảnh đến đây? Tại hắn nghĩ đến, Hỏa Côn Lôn bây giờ hẳn là đang cùng Hỏa Đức Tông, những trưởng lão kia cùng nhau nghiên cứu, từ Nhật Nguyệt Tiên Triều lấy được những công pháp kia mới là a. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù lần này đi không có lấy tới bao nhiêu tài nguyên, nhưng công pháp, bí thuật còn là không ít. Đế Kinh VS, có thể tu hành đến đệ cửu cảnh công pháp, đều có 3 quyển, các loại nhất lưu bí thuật vụn vặt lẻ tẻ chừng mấy chục chủng. Cấp bậc thấp thì càng nhiều. Đáng tiếc không có vô địch pháp. Những này, bây giờ đã tất cả đều tràn ngập tàng kinh các, Lãng Nguyệt Tông đệ tử lựa chọn, càng nhiều. Hỏa Đức Tông thiếu công pháp sự tình hắn biết được. Bây giờ có 3 quyển đế kinh nơi tay. Chẳng lẽ không nên nghiên cứu chuyển tu công pháp? Lâm huynh đối mặt Lâm Phàm, Hỏa Côn Lôn lần thứ nhất có chút co quắp. Dù sao cũng là có việc cầu người cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, xem thường chính mình, mà là Hỏa Đức Tông đệ tử quá nhiều. Tương đối Lãng Nguyệt Tông thật nhiều lắm. Thân truyền, nội ngoại môn tăng thêm tạp dịch, chừng gần mấy triệu đệ tử. Nếu là trực tiếp nhập vào Lãng Nguyệt Tông, dựa theo Lãng Nguyệt Tông nguyệt lệ đãi ngộ quy cách đến xem lời nói, mỗi tháng đến chi tiêu bao nhiêu phẩm chất cao đan dược a? Luyện đan nhất mạch đến mệt chết đều không nhất định có thể luyện ra nhiều như vậy đến. Tương phản, nhà mình có thể cho Lãng Nguyệt Tông mang đến chỗ tốt gì, nhất trực quan chỗ tốt chính là luyện khí không tốn tiền đi. Còn có chính là, có luyện khí nghiệp vụ, có thể giúp lấy kiếm chút. Có thể Lãng Nguyệt Tông thiếu, tiền sao, người ta nguyên bản chỉ có chút nhân thủ này, còn có đan đạo đại lão Tiêu Linh Nhi, sẽ thiếu tiền. Tương phản, nếu là thu Hỏa Đức Tông, nhiều người như vậy, mới là thật có khả năng thiếu tiền, đệ tử nhiều. Là một loại phồn vinh, nhưng cũng là một loại gánh vác. Bởi vậy, tại Hỏa Côn Lôn xem ra, Lâm Phàm thật đúng là không nhất định sẽ thu. Chí ít, nếu là thân phận trao đổi, nếu đổi lại là chính mình là Lãng Nguyệt Tông tông chủ, đối mặt chính mình loại này, vô lý thỉnh cầu, liền không nhất định sẽ đáp ứng. Hắn cười khổ một tiếng, cái này nói ra thật xấu hổ. Lão huynh đệ ta lần này đến, là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Lâm huynh nhất định phải đáp ứng mới là. A, Lâm Phàm kinh ngạc nói, Hỏa Thúc ngươi nói gì vậy? Lấy hai chúng ta tông quan hệ, còn có Vân Nhi quan hệ ở trong đó, thậm chí dù là chính là giữa ngươi và ta cũng là bạn vong niên, làm sao đến mức này? Không cần nói cầu đâu. Hỏa Côn Lôn bất đắc dĩ, bởi vì đích thật là có việc muốn nhờ. Lâm Phàm nghiêm mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì đại sự? Hắn không khỏi cẩn thận chút, không có đần độn trước đó đáp ứng, mà là truy vấn đến tột cùng ra sao sự tình, cũng nói Hỏa Thúc không cần như vậy, có chuyện gì nói ra chính là, có thể giúp một tay, ta tất không chối từ. Bận bịu là có thể giúp đỡ, chỉ là Hỏa Côn Lôn có chút bà mẹ. Dù sao đây là thật không có ý tứ. Nhưng nghĩ lại, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, cần gì chứ? Làm. Lâm huynh, lão huynh đệ tà, là muốn cầu ngươi thu Hỏa Đức Tông. Lâm Phàm, hoặc là nói là chúng ta Hỏa Đức Tông, muốn trở thành Lãng Nguyệt Tông một bộ phận, không phải thế lực phụ thuộc, mà là dung nhập Lãng Nguyệt Tông, trở thành Lãng Nguyệt Tông. Lâm Phàm, Hỏa Côn Lôn xem xét Lâm Phàm biểu lộ, lập tức liên tục cười khổ. Lâm huynh, ta biết, cái này rất cường nhân chỗ khó. Cùng là tông chủ, ta cũng biết, chúng ta Hỏa Đức Tông sẽ trở thành một cái cự đại gánh vác. Nhưng chúng ta Hỏa Đức Tông cũng không thể một mực như vậy chiếm tiện nghi đi xuống đi.
đồng thời, ta cũng muốn tốt. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta Hỏa Đức Tông liền lập tức chiêu cáo thiên hạ, từ đây nhập vào Lãm Nguyệt Tông, trở thành Lãm Nguyệt Tông luyện khí nhất mạch, chuyên công luyện khí. Mặc dù dĩ vãng cửu địch sẽ mang tới, nhưng chúng ta giao thiệp, sinh ý các loại, cũng sẽ mang tới. Cái này về phần đan dược tiêu hao phương diện, chúng ta sẽ hết sức bồi dưỡng tương quan đệ tử, tranh thủ mau chóng đền bù trống chỗ, nếu như không đủ đan dược Nguyệt Lệ ưu tiên cung cấp đệ tử còn lại thuận tiện. Luyện khí nhất mạch Nguyệt Lệ, như cũ, dựa theo Hỏa Đức Tông quy cách đến cấp cho. Đợi ngày sau sản lượng sung túc lại phân phát chính là. Chúng ta luyện khí một mạch là kẻ đến sau, tự nhiên không có kẻ đến sau ở bên trên đạo lý, cho nên việc này, Lâm huynh ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng. Về phần trung tâm phương diện, Lâm huynh càng là không cần quá nhiều sầu lo. Hỏa Côn Lôn hít sâu một hơi. Ta đã nghĩ kỹ, cũng hiểu biết Lãm Nguyệt Tông từng bị Tây Môn gia cùng Chu gia phản bội, mới đưa đến tại trong thời gian cực ngắn suy bại, cho nên, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền hào toàn tông trên dưới tất cả đều lập xuống vĩnh viễn không phản bội, tuyệt không hai lòng thiên đạo lời thề. Nhất định phải lập xuống nên lời thề, mới có thể nhập Lãm Nguyệt Tông. Nếu không, liền để bọn hắn chính mình xuống núi, từ nay về sau, lại không là Hỏa Đức Tông đệ tử, cũng không vào được Lãm Nguyệt Tông. Phương diện khác Hỏa Côn Lôn càng thêm lề mề chậm chạp. Hiển nhiên, hắn là thật sớm đã nghĩ kỹ hết thảy. Giờ phút này nói ra, có thể xưng chu đáo. Lâm Phàm nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn đều nâng lên, đồng thời cho ra có thể xưng hoàn mỹ phương án giải quyết. Đương nhiên, cái này hoàn mỹ, là đứng tại Lâm Phàm góc độ đến xem. Nếu là đứng tại Hỏa Côn Lôn góc độ hắn lỗ nặng. Cuối cùng, Hỏa Côn Lôn tổng kết nói tóm lại, hy vọng Lâm huynh cho cái cơ hội. Để cho chúng ta Hỏa Đức Tông từ nay về sau có cái dựa vào. Hy vọng có thể lấy Lãm Nguyệt Tông vi tôn. Hắn một bên nói, một bên chú ý Lâm Phàm biểu hiện siêu nhỏ. Lâm Phàm lại là mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng, sớm đã trong bụng nở hoa. Còn tưởng rằng có cái gì đại sự, bị hù ta đều nhanh không dám đáp ứng. Kết quả là cái này a, liền cái này. Này, các ngươi Hỏa Đức Tông, ta đã sớm mưu đồ đã lâu được không? Không phải vậy ngươi đoán ta tại sao muốn nuôi các ngươi, nhường lợi nhiều như vậy, cho các ngươi nhiều như vậy phẩm chất cao đan dược. Không phải liền là muốn chậm chậm mưu toan a, chính là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới các ngươi sẽ chủ động nói ra a. Tại Lâm Phàm xem ra, Hỏa Đức Tông khẳng định là muốn thu, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục. Nếu là mình nhảy ra đối với Lửa Đức Tông nói, các ngươi cũng đừng chơi cái gì Hỏa Đức Tông, trực tiếp toàn bộ bái nhập Lãm Nguyệt Tông đi, người ta sợ là muốn nhảy ra cùng chính mình liều mạng ở. Có ai nghĩ được cái này, độ thiện cảm soát, xa so với chính mình nghĩ càng nhanh ở trong đó, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn bách tư không được nó tỉ. Nhưng bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là tin tức tốt cũng liền đúng rồi. Gánh vác, hoàn toàn chính xác sẽ có. Chủ yếu vẫn là luyện đan nhất mạch. Bất quá, hoàn toàn có thể dựa theo Hỏa Côn Lôn lời nói, Nguyệt Lệ tạm thời như cũ thôi. Các loại sản lượng cung ứng đi lên lại nói, mà lại, kỳ thật cũng không cần bao lâu thời gian. Hỏa Đức Tông mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng kỳ thực gần mấy triệu đệ tử bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là đệ ngũ cảnh phía dưới. Đệ ngũ cảnh trở lên đan dược, Tiêu Linh Nhi trước mắt một người liền có thể giải quyết. Đệ tứ cảnh đan dược, thất phẩm trở lên khó nói. Nhưng 5-6 phẩm luyện đan nhất mạch những đệ tử nội môn kia tại Tiêu Linh Nhi, dạy dỗ phía dưới, lại là đã bắt đầu dần dần sản xuất hàng loạt. Trong đó, Hỏa Vân Nhi là bây giờ Lãm Nguyệt Tông đệ nhị luyện đan sư. Nàng vốn là biết luyện đan, còn tham gia qua đại hội luyện đan đâu. Lại cũng có dị hỏa tại Tiêu Linh Nhi dạy dỗ phía dưới, đột nhiên tăng mạnh còn không phải chuyện đương nhiên, vô cùng đơn giản. Thậm chí, nàng cũng có thể luyện chế thứ 5, đệ lục cảnh cần thiết đan dược, có thể ổn định 5, lục phẩm, ngẫu nhiên bạo chủng có thể ra 6. Thất phẩm. Nói cách khác kỳ thật đệ ngũ cảnh trở lên đan dược, vốn cũng không thiếu. Phía dưới nhiều nhất 2-3 năm, cũng chẳng phải không thiếu. Dù sao một khi Hỏa Đức Tông hòa tan vào đến, như vậy Hỏa Đức Tông đệ tử, chính là Lãm Nguyệt Tông đệ tử, Hỏa Đức Tông luyện đan nhất mạch, hoàn toàn có thể dung nhập Lãm Nguyệt Tông luyện đan nhất mạch thôi, lại chọn lựa một chút hạt giống tốt để Tiêu Linh Nhi dạy dỗ 2 năm. Cái này sản lượng, đê giai phẩm chất cao đan dược sản lượng, tự nhiên cũng có thể đuổi theo. Lâm Phàm đang suy nghĩ. Hỏa Côn Lôn lại như là kiến bò trên chảo nóng, cảm thấy dày vò. Thế nào không nói lời nào đâu, biểu lộ cũng không có. Cho dù là cự tuyệt ngươi tốt xấu nói một câu a, rốt cục. Lâm Phàm động, hỏa thúc. Hắn nhìn chằm chằm Hỏa Côn Lôn một chút, có đề. Nghị này, liền đại biểu hỏa thúc ngài để mắt ta Lâm Phàm, để mắt ta Lãm Nguyệt Tông, ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Chỉ là quý tông trưởng lão, các thái thượng trưởng lão, có đồng ý hay không? Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao độ thiện cảm soát nhanh như vậy, công lược nhanh như vậy.
liền sợ là Hỏa Côn Lôn đầu óc nóng lên, các trưởng lão khác đều không đồng ý. Bọn hắn, Hỏa Côn Lôn nghĩ đến các trưởng lão nói bóng nói gió thúc giục, lại nghĩ tới các thái thượng trưởng lão chỉ mình cái mũi một trận giận mắng, kết quả quay đầu liền nhịn không được lộ ra nụ cười bộ dáng, không khỏi khóe miệng điên cuồng run rẩy. Bọn hắn nơi nào sẽ không đồng ý a? Bọn hắn rõ ràng so với chính mình cũng còn vội vã không kịp đem tốt a. Bọn hắn đều đồng ý, cuối cùng là phải cho mình người chừa chút mặt mũi. Mặc dù những lão gia hỏa kia làm có chút quá phận, nhưng nỗi oan ức này, ai? Lưng mình. Nếu là như vậy, ta liền không có vấn đề. Hoan nghênh đã đến. Lâm Phàm không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chỉ là, cũng có một chuyện không hiểu, chính là Hỏa Đức Tông phát triển trạng thái tốt đẹp, cách nhất lưu cũng không xa đi. Tại sao lại đột nhiên có ý tưởng này? Không dối gạt lão khái, không dối gạt tông chủ. Hỏa Côn Lôn trực tiếp đổi giọng, trước tiên đem quan hệ ngồi vững lại nói. Kỳ thật, hết thảy đều chẳng qua là hư giả phồn vinh thôi. Hỏa Đức Tông có kỹ thuật, có tài nguyên, có nhân mạch, có tiền tài tựa hồ cái gì cũng có, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không đủ chiến lực, nắm đấm không rất cứng. Có thể nói đến cùng, tu hành giới, nhưng thủy chung là lấy thực lực vi tôn a. Hắn cười khổ một tiếng, không muốn lại tiếp tục. Mới vừa vặn ném, liền cùng tông chủ tố khổ, tính là gì bộ dáng thôi. Hư giả phồn vinh a. Hắn không có đàm phán. Lâm Phàm lại là bừng tỉnh đại ngộ, nam ni nói độn lương không độn thương, nhà ngươi là kho lương a, đạo lý này, hắn sao lại không rõ. Chỉ là trước đó không nghĩ tới Hỏa Đức Tông cái này đỉnh tiêm nhị lưu, lại có không ít trình độ. Thậm chí, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia giả thiết nếu thế chiến sắp bộc phát, toàn cầu đều sẽ lâm vào chiến loạn, mà ngươi có 1 tỷ, sẽ chọn độn cái gì? Các loại trả lời đủ loại. Có người cho rằng là lương thực, dù sao người là sắt, cơm là thép, không ăn nói cái gì đều không tốt. Có người cho là nên độn thuốc, nhất là thuốc tiêu viêm. Dù sao thuốc là đồng tiền mạnh, có thể dùng đến đổi rất nhiều thứ. Còn có người cho rằng là hoàng kim, chí ít trước mắt xem ra, hoàng kim chính là ổn nhất định, tiền tệ, đằng sau vô luận ai làm quyền, hoàng kim giá trị cũng sẽ không thấp, lại cũng có thể dùng hoàng kim mua sắm cơ hồ hết thảy vật tư có thể. Lâm Phàm nhìn thấy những đáp án này, lại đều muốn cười. Mã Đức nếu là giả thiết làm thật, đều toàn cầu hỗn loạn, còn muốn lấy cùng người đổi đồ vật. Suy nghĩ gì cái dám ăn đâu, đương nhiên là cái gì đều được độ một chút, nhưng trọng yếu nhất lại là thương thương a. Hỏa Đức Tông tình cảnh trước mắt, kỳ thật đại khái là như thế. Tiền võ đại lục, kỳ thật ở vào có thứ tự cùng vô tự ở giữa mà Hỏa Đức Tông, thương, hoặc là nói hỏa lực không quá đủ, cho nên muốn tới này chút năm không ít bị người khi dễ. Nhật Nguyệt Tiên Triều một trận chiến, Lãng Nguyệt Tông lộ ra cơ bắp lại thêm đan dược dụ hoặc. Hỏa Đức Tông đột nhiên có lựa chọn này, cũng không kỳ quái. Ân nên còn có những cái kia vô địch pháp. Lâm Phàm triệt để bỏ đi lo nghĩ. Hỏa Côn Lôn lại là lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Độn lương không độn thương, nhà ngươi là kho lương câu nói này, mùi mùi mãi thôi. Sâu sắc. Quả nhiên là không gì sánh được sâu sắc a. Nếu là người khác thì, có lẽ không biết thương, là cái gì, còn tưởng rằng là súng có dây tua đỏ đâu, nhưng hắn Hỏa Côn Lôn, thật đúng là rõ ràng, bullet không phải liền là a. Người tông chủ kia, ta liền nói tốt. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Mã Đức, quản hắn nhiều như vậy. Trước kia là độn lương không độn thương, nhưng về sau, chúng ta Hỏa Đức Tông, chính là Lãng Nguyệt Tông một phần. Có Tiêu Linh Nhi, có Nha Nha, có Khâu Vĩnh Cần, có Vương Đằng, có nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Còn có Long Ngạo Kiều, Tống Vân Tiêu, Lục Minh các loại cường lực ngoại viện. Còn có một thanh thương, lại thêm chúng ta Hỏa Đức Tông chính mình nội tình. Ta ngược lại muốn xem ngày sau còn có bao nhiêu thế lực, có thể khi dễ chúng ta, có thể cho chúng ta bạch nhãn. Về phần không trưởng thành lên thiên tài cũng chỉ là thiên tài nói là không sai. Có thể Lãng Nguyệt Tông lại không chỉ một thiên kiêu a, mà là một đám. Cũng không thể toàn chết yểu đi, huống chi, người ta đã có thành tựu. Vậy còn sợ cái chùy, có lẽ duy nhất phải lo lắng chính là Hạo Nguyệt Tông. Cùng lúc trước thông đồng Tây Môn gia cùng Chu gia, ẩn thân chỗ tối đối phó Lãng Nguyệt Tông thế lực. Bất quá! Liền trước mắt Lãng Nguyệt Tông bày ra chiến lực, liền xem như cái kia hai phe, cũng muốn nghĩ lại đi, chí ít sẽ không lung tung chính diện khai chiến, không phải vậy tổn thất của bọn họ cũng sẽ không nhỏ. Bởi vậy, tại Hỏa Côn Lôn xem ra, nguy cơ thật có, nhưng đáng giá liều một phen. Liền nói như vậy định, Lâm Phẩm gật đầu, xem như đáp ứng. Từ nay về sau, Hỏa Đức Tông chính là Lãng Nguyệt Tông luyện khí nhất mạch. Ôi chao, ai ngờ, Hỏa Côn Lôn lại ngay cả khoát tay, tông chủ, lời ấy sai rồi. Cái gì Hỏa Đức Tông? Hỏa Đức Phong, là Hỏa Đức Phong. Hắn mở miệng uốn nắn. Lâm Phàm nhịn không được cười lên. Vị này vẫn rất hài hước. Là miệng ta lầm, Hỏa Đức Phong. Lâm Phàm đổi giọng, chỉ là, trước mắt Lãng Nguyệt Tông địa bàn, còn có chút không đủ.
Hỏa Đức Phong nhất mạch lãnh địa lại cách xa nhau rất xa. Như vậy đi, Hỏa Đức Phong nhất mạch, ta cho các ngươi nhóm trăm tòa linh sơn. Trước đem tương đối hạch tâm bộ phận sản nghiệp, nhân viên di chuyển tới. Còn lại bộ phận, đằng sau chậm chậm mưu toan. Không có vấn đề. Hỏa Côn Lôn gật đầu, lẽ ra như vậy, không có tâm bệnh. Đãi ngộ phương diện, liền theo ngươi nói xử lý, tranh thủ tại trong vòng 2 năm thống nhất toàn tông đãi ngộ. Lâm Phàm lại nói tàng kinh các toàn diện mở ra tóm lại, còn lại đãi ngộ, đối xử như nhau. Kỳ thật trong lúc này có cái vấn đề nhỏ. Đó chính là Hỏa Đức Tông đệ tử thân truyền, dung nhập Lãng Nguyệt Tông sau, nghiêm chỉnh mà nói, địa vị của bọn hắn sẽ giảm xuống một chút. Bất quá cũng không kém nhiều. Lại so ra mà nói, ưu thế cũng không ít, cho nên bọn hắn nên sẽ không cự tuyệt mới là. Không có tâm bệnh, đều không có mau bệnh. Hỏa Côn Lôn như gà con mổ thóc, điên cuồng gật đầu. Vậy ta đây tiện tay chiêu cáo thiên hạ, tại sao 3 ngày cử hành điển lễ, từ nay về sau, chỉ có Lãng Nguyệt Tông Hỏa Đức Phong, lại không Hỏa Đức Tông. Đến lúc đó, mời các giới cường giả đến đây xem lễ, cũng để cho ta tông sở hữu trưởng lão, đệ tử thay đổi địa vị, cũng lập xuống đạo tâm, thiên đạo lời thề. Cái này cần như vậy sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Làm như vậy, Hỏa Côn Lôn bọn người, thật có chút mất mặt. Hắn vốn nghĩ, song phương trước tự mình sát nhập, ngày sau từ từ công bố chính là. Lại không nghĩ rằng Hỏa Côn Lôn ngay từ đầu liền muốn chơi lớn như vậy. Nhất định phải như vậy. Nghi thức cần thiết các loại hết thảy. Ta đến an bài. Hỏa Côn Lôn thái độ kiên quyết, mặc dù cử động lần này sẽ để cho Hỏa Đức Phong, nhất mạch bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lại nhất định bị người miệng lưỡi, nhưng chúng ta nếu làm ra như vậy lựa chọn, liền muốn làm tốt tiếp nhận hết thảy sóng gió cùng chế diễu chuẩn bị. Mà ta tin tưởng vững chắc, ngày sau, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bị đánh mặt. Kỳ thực hắn nghĩ lại là, nếu là không dám công khai, chỉ sợ Lãng Nguyệt Tông những người khác còn tưởng rằng chúng ta Hỏa Đức Tông, không đủ thành tâm đâu. Tin tức truyền ra, tại Tây Nam vực làm ra động tĩnh lớn. Nhị Tam Lưu Tông môn chấn kinh từ không cần đàm luận. Liền ngay cả rất nhiều nhất Lưu Tông môn, thậm chí siêu nhất Lưu Tông môn, đều vì này mà động nóng tính. Lẽ nào lại như vậy? Cái kia Hỏa Đức Tông Hỏa Côn Lôn đột nhiên điên rồi phải không? Vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy. Nhập vào Lãng Nguyệt Tông. Nhập vào tông ta không thể so với Lãng Nguyệt Tông hương a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn một cái Lãng Nguyệt Tông, quả thực là quá phận. Điều đáng chết a. Tuyển tông ta tốt bao nhiêu. Cuối cùng, cũng chỉ có 2 chữ, chua. Tặc chua. Hỏa Đức Tông mặc dù nắm đấm không rất cứng, nhưng kỹ thuật là coi như không tệ. Sinh ý cũng làm rất lớn. Nói cách khác, đây chính là cái kiếm tiền xí nghiệp, kiếm bộn không lỗ loại kia. Mặc kệ gia nhập phương nào, đều có thể mang đến đại bút tiền tài, trợ giúp nó càng tấn mãnh tình thế phát triển. Dĩ vãng không biết bao nhiêu thế lực hướng Hỏa Đức Tông ném ra ngoài qua cành ô liu, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn không có phản ứng. Kiên trì tự chủ, tự chịu trách nhiệm lời lỗ loại hình lại thêm Hỏa Đức Tông dù sao cũng hơi nhân mạch, bởi vậy, bọn hắn liền cũng vô pháp cưỡng cầu, chuyện này liền một mực như vậy kéo xuống tới. Vốn cho rằng không có biến cố gì, dù sao Hỏa Đức Tông trước đó thái độ như vậy kiên quyết. Bởi vậy, tại những ngày nhất Lưu Tông môn người xem ra, coi như Hỏa Đức Tông muốn tìm cái thế lực đầu nhập vào, cũng chí ít nên siêu nhất Lưu, thậm chí thánh địa đi. Kết quả, hiện tại có tin tức, Hỏa Đức Tông thật đúng là chuẩn bị nhập vào thế lực khác, mà lại, vẫn là hắn mẹ nó ôm. Tháng, Tông, một cái phá Tam Lưu Tông môn, mặc dù nghe nói thực lực bây giờ rất mạnh, có thể cái kia không phải cũng hay là Tam Lưu sao? Hồ đồ a. Hỏa Côn Lôn thật sự là hồ đồ rồi. Lãng Nguyệt Tông vốn cũng không ổn, có rất nhiều cừu địch, nguyên bản có lẽ còn có thể cầu thả một đoạn trước tuế nguyệt, nhưng lần này Lãng Nguyệt Tông đã bại lộ, vốn là đã tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn Hỏa Đức Tông lại nhập vào cái này chẳng phải là hung càng thêm hung. Dù là không muốn động thủ, có người cục thịt béo này, người ta cũng nghĩ động thủ đi. Bọn hắn chửi mẹ, lại chế giễu. Các loại dư luận như kinh đào hải lãng bình thường vọt tới, cơ hồ đem Hỏa Đức Tông bao phủ. Mà Hỏa Côn Lôn cùng Hỏa Đức Tông tất cả trưởng lão, cao tầng, lại là thái độ đặc biệt kiên quyết, căn bản không quan tâm những này. Cũng đem tất cả mọi người nhất định phải lập xuống, lời thề sự tình cáo chi các đệ tử. Chỉ là các đệ tử lại cũng không biết Lãng Nguyệt Tông nội bộ tình huống cụ thể. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý gia nhập. Nhất là tại không biết bao nhiêu người mỉa mai, chế giễu phía dưới sư huynh, ngươi thật muốn đi. Hỏa Đức Tông sơn môn chỗ, đại lượng đệ tử tụ tập, bọn hắn thần sắc khác nhau. Phần lớn cảm thấy xoắn xuýt, đi. Có người phất phất tay, ta bái nhập Hỏa Đức Tông, là xem ở Hỏa Đức Tông phát triển vô cùng tốt, là đỉnh tiêm nhị lưu tông môn phần bên trên, nhưng hôm nay, cũng không biết tông chủ bọn hắn lên cơn điên gì, vậy mà ai, thôi, không nói. Tóm lại, ta sẽ không đi Lãng Nguyệt Tông, nếu không truyền đi để cho người ta chế nhạo,
cho dù là bọn họ có thực lực, ta cũng gánh không nổi người này. Sư đệ, sư muội, núi cao sông dài, hy vọng sau này còn gặp lại đi. Sư huynh, ta cũng đi. Ta ai, ta cũng đi thôi. Mẹ ta để cho ta rời đi đạt được cuối cùng số liệu, Hỏa Côn Lôn sắc mặt có chút khó coi. Lại có vượt qua một thành đệ tử chọn rời đi. Không sao. Lâm Phàm lắc đầu cười một tiếng, dù sao gia nhập Lãng Nguyệt Tông cũng có hung hiểm, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý mạo hiểm. Hắn không thích nói cái gì hôm nay bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, ngày mai để bọn hắn hờ hững lạnh lẽo loại hình lời nói. Nhưng mỗi người đều có cuộc đời mình quyền lựa chọn. Làm sao tuyển, chính bọn hắn định đoạt. Chỉ cần ngày sau không hối hận, bọn hắn làm sao tuyển đều không liên quan đến mình. Cũng là sớm loại bỏ những người này, cũng ít chút áp lực. Hỏa Côn Lôn lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm, ngày mai, nghi thức như thường lệ cử hành. Tốt. Hôm sau, Hỏa Đức Tông chính thức nhập vào Lãng Nguyệt Tông, trở thành Lãng Nguyệt Tông luyện khí nhất mạch, Hào Hỏa Đức Phong, theo người xem lễ xưng. Ngày đó, Lãng Nguyệt Tông bên trong thiên lôi cuồn cuộn, thiên đạo khí tức tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Không biết có bao nhiêu tu sĩ lập xuống lời thề, mà để bọn hắn nghi ngờ là, vốn cho rằng sẽ có không ít Hỏa Đức Tông trưởng lão phản đối, bất mãn. Nhưng kết quả, lại là tất cả mọi người vui vẻ, một mảnh tường hòa. Cái này khiến bọn hắn vạn phần nghi hoặc, hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng tại sao lại như vậy. Hỏa Đức Tông từ đây biến thành lịch sử. Từ nay về sau, chỉ có Lãng Nguyệt Tông Hỏa Đức Phong, vừa mới nhập vào, rèn luyện cần thời gian. Nhất là Hỏa Đức Phong đệ tử so Lãng Nguyệt Tông còn nhiều hơn ra mấy chục lần. Cũng may, Hỏa Đức Phong nhất mạch các trưởng lão rất có bức số, đều tại ước thúc nhà mình đệ tử, lại Lãng Nguyệt Tông đệ tử cũng đang trưởng thành, nhất là có Tiêu Linh Nhi các loại, đương đại đệ tử tại, cũng không sợ cái gì. Mà các loại công pháp, bí thuật bổ sung, Lãng Nguyệt Tông các đệ tử thực lực đều tại vững bước tăng lên. Liền ngay cả linh thú trong vườn, rất nhiều linh thú thức ăn đều tăng lên không ít. Nguyệt dư đằng sau, Lãng Nguyệt Tông trên dưới chính như thường lệ tu luyện. Đột nhiên, mênh mông yêu lực cuốn tới, thổi toàn bộ Lãng Nguyệt Tông 520 tòa linh sơn đều đang chấn động, hộ tông đại trận tràn ngập nguy hiểm, cơ hồ muốn bị gió thổi tan. Có yêu vương, Lâm Phàm hơi nhướng mày. Lập tức, Lãng Nguyệt Tông vô số cường giả đồng thời xông ra. Là ta muội Thần Phong. Hỏa Đức Phong một vị thái thượng trưởng lão cả kinh nói, ta thuở thiếu thời từng gặp loại này ta muội Thần Phong, một khi toàn lực thổi lên, có thể đem người thần hồn đều thổi tán. Nha nha nhíu mày. Bây giờ nàng thương thế còn chưa phục hồi, nhưng xuất thủ cũng đã vô ngại. Định, nàng đưa tay, thanh đồng tiên điện bay ra, cách không bao lại Lãng Nguyệt Tông, để Lãng Nguyệt Tông hướng tới vững chắc. Rất nhiều đệ tử lúc này mới dám miễn cưỡng ngoi đầu lên, tất cả đều sợ hãi không thôi. Xảy ra chuyện gì? Vương đằng tay xoa thái dương, kích động. Tới tìm ta. Long Ngạo Kiều hai mắt nhắm lại. Nàng biết mục đích của đối phương, nhưng giờ phút này, lại phải làm bộ không biết. Nếu không, sẽ liên lụy Lãng Nguyệt Tông. Lâm Phàm mấy người cũng có thể đại khái đoán được, nhưng giờ phút này, đồng dạng muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Oanh, một đạo yêu khí chém qua, trong nháy mắt mà thôi, tựa như cả mảnh trời đều bị bổ ra. Vô số mây trắng bị bổ ra, như nhất tuyến thiên kỳ cảnh. Lập tức, trọn vẹn vượt qua 10 vị yêu vương giáng lâm. Đều là vũ tộc đại yêu, kẻ đến không thiện. Người Lãng Nguyệt Tông thật to gan. Đi đầu một người toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, khí thế kinh người, đã là đệ bát cảnh đỉnh phong tu vi, lại bởi vì nó là yêu tộc, nhục thân cường hoành, so ra mà nói, so cùng cảnh giới nhân tộc muốn càng mạnh một phần. Hắn mở miệng, nghiêm nghị quát lớn, dám tư tàng ta vũ tộc tử thù, phải bị tội gì? Hưng sư vấn tội. Lâm Phàm tiến lên, mặt không biểu tình, chứng cứ. Chúng ta ở đây, chính là chứng cứ. Ta vũ tộc chúng yêu vương tự mình đến đây, người Lãng Nguyệt Tông một cái chỉ là tam lưu tông môn, cũng dám hỏi ta các loại muốn chứng cứ. Trò cười, cái kia yêu vương cuồng tiếu. Vậy liền đánh. Lâm Phàm đáp lại, chúng yêu vương. Thảo, tiểu tử này làm sao không theo lẽ thường ra bài. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực yêu vương hừ lạnh một tiếng, nể tình các ngươi không biết rõ tình hình lại là vi phạm lần đầu. Lười nhác cùng các ngươi bình thường so đo, đem người giao ra chính là. Nó kỳ thật rất muốn nói, đừng mẹ nó cho là chúng ta là sợ người Lãng Nguyệt Tông. Chỉ là sợ Vạn Hoa Thánh Địa tiểu nha đầu kia mà thôi. Nhất là nhìn xem nha đầu kia kích động bộ dáng, bọn hắn liền tê cả ra đầu. A, Lâm Phàm cười khẽ, thì ra là thế. Có thể đã ngươi cũng nói bổn tông chủ không biết rõ tình hình, nhưng lại để bổn tông chủ giao người. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho bổn tông chủ, giao ai đi? Tự nhiên là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên. Lâm Phàm lập tức kinh ngạc không gì sánh được, Long Ngạo Thiên tại ta Lãng Nguyệt Tông. Hắn quay đầu nhìn về phía rất nhiều đệ tử trưởng lão, các ngươi biết việc này à? Long Ngạo Thiên ở đâu? Đám người lắc đầu, đều nhịp không biết.
Long Ngạo Kiều ôm cánh tay, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao quần chúng ăn dưa bộ dáng. Chương 217 Vũ tộc tới cửa nghe tin bất ngờ trùng đồng giả. Người nói như vậy, lộ ra ta rất ngốc a. Cái kia yêu vương hơi nhướng mày, tự nhiên là nàng. Hắn chỉ hướng xem náo nhiệt bộ dáng Long Ngạo Kiều, âm thanh lạnh lùng nói, Long Ngạo Thiên, thân phận của ngươi đã bại lộ, còn như vậy làm bộ làm tịch, coi là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra a. Đi ra nhận lấy cái chết. Trò cười. Long Ngạo Kiều đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh liên tục, ngươi nói bản cô nương là Long Ngạo Thiên. Ha ha ha. Nễ nói là chính là. Bản cô nương còn nói ngươi là cháu của ta đâu, ngươi có đúng không? Ngươi muốn chết. Yêu vương giận dữ. Nhưng Long Ngạo Kiều giờ phút này còn tại Lãng Nguyệt Tông phạm vi bên trong, tiểu long nữ thậm chí đã bắt đầu móc quan thiên kính, nó lại không tốt lập tức xuất thủ, chỉ có thể nói, ngươi cùng tộc ta chính là tử thù. Ngươi tất cả bí thuật, đấu pháp, tộc ta sớm đã suy nghĩ thấu triệt. Nguyệt dư trước, Nhật Nguyệt tiên triều một trận chiến, ngươi tất cả thủ đoạn, đều là Long Ngạo Thiên đặc thù. Không phải ngươi, lại là người nào? Còn muốn rảo biện? Long Ngạo Kiều sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Bởi vậy, các loại lý do thoái thác tại Nguyệt Dư trước đó liền đã nghĩ kỹ, giờ phút này không có nửa điểm bối rối, há mồm nhân tiện nói, thật sự là trò cười bên trong trò cười, biết mấy loại giống nhau pháp, chính là cùng một người. Nếu như thế, những này Lãng Nguyệt Tông đệ tử phần lớn đều sẽ cùng một loại pháp, vậy bọn hắn chẳng lẽ không phải đều là cùng một người? Cưỡng từ đoạt lý. Yêu vương còn muốn nói nữa, lại bị Long Ngạo Kiều đánh gãy, phải chăng cưỡng từ đoạt lý, ngươi đi Long ra hỏi chính là... Bản cô nương ngay tại Lãng Nguyệt Tông bất động, các ngươi lại đến hỏi. Ta không biết con rồng kia Ngạo Thiên là từ chỗ nào học được những này pháp, nhưng bản cô nương pháp, nhưng đều là Long gia truyền thừa. Long gia nàng thái độ như thế, những lời này, để chúng yêu vương nguyên bản chắc chắn tâm đều có chút không xác định. Bọn chúng nguyên bản đã khẳng định Long Ngạo Kiều chính là Long Ngạo Thiên, chứng cứ dĩ nhiên chính là bá thiên thần quyền các loại một loạt, bí pháp, thậm chí là vô địch pháp. Mặt khác chứng cứ vậy không có. Suy nghĩ thêm cho tới bây giờ Lãng Nguyệt Tông tình huống tương đối phức tạp, bởi vậy, bọn hắn làm vài tay chuẩn bị. Đầu tiên, đến như vậy nhiều yêu vương, chính là phòng ngừa Long Ngạo Kiều chạy trốn. Lãng Nguyệt Tông không thật mạnh công, dù sao còn có cái tiểu long nữ tại. Còn nếu là Long Ngạo Kiều không ra, vậy liền đem Lãng Nguyệt Tông vây quanh, thẳng đến Long Ngạo Kiều đi ra mới thôi. Một khi nàng đi ra, lập tức vây giết. Kết quả hiện tại, nàng biểu hiện như thế, nhìn tựa hồ thật sự là vô tội đồng dạng. Ngược lại là để bọn chúng trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Cũng chính là giờ phút này, Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, ta nói chư vị yêu vương. Các ngươi tốt xấu là uy tín lâu năm yêu vương đi. Vũ tộc cũng là đường đường bất hủ cổ tộc một trong, sẽ không phải liền nhìn phá một chút biến hóa loại bí thuật thủ đoạn đều không có đi. Không thể nào không thể nào. Như hắn thật sự là Long Ngạo Thiên biến hóa mà thành, chẳng lẽ các ngươi không cách nào phân biệt sao? Nếu không ta giúp ngươi một chút bọn họ. Ông. Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm trong mắt có ngàn vạn tinh thần lập lòe, bức cách trong nháy mắt kéo căng. Chúng yêu vương trong lòng lập tức chửi mẹ. Mã Đức, tiểu tử này quá âm dương kỳ quặc, tức giận a. Tộc ta tự nhiên là có, chỉ là ta các loại đều không am hiểu đạo này. Giảng đạo lý, bọn hắn có loại này thủ đoạn, nhưng cũng không tính là quá lợi hại. Nói ngắn gọn, nhìn không ra mau bệnh. Bất kể thế nào nhìn, Long Ngạo Kiều cũng chỉ là Long Ngạo Kiều. Không bằng, ta giúp ngươi một chút bọn họ. Lâm Phàm cười, lập tức, nhưng lại lắc đầu, không ổn, các ngươi tất nhiên không tin ta, coi như ta cho ngươi biết các loại không phải, các ngươi cũng không tin a. Được rồi, chuyện này chính các ngươi giải quyết, cùng chúng ta Lãng Nguyệt Tông không quan hệ. Lâm Phàm tự nhiên muốn giúp Long Ngạo Kiều, nhưng cũng muốn đem Lãng Nguyệt Tông từ đó hái đi ra. Hắn dù sao cũng là một tông chi chủ, đến là toàn bộ tông môn cân nhắc, có thể giúp một tay, nhưng không thể đem Lãng Nguyệt Tông tùy ý kéo vào chiến hỏa cùng trong cừu hận. Chỉ là hắn cái này cắm xuống khoa pha trò, lại làm cho chúng yêu vương càng không tự tin. Nhìn lại nhìn không ra mau bệnh. Người ta lại một mực chắc chắn những cái kia pháp là, Long gia bí truyền cái nào Long gia, vậy dĩ nhiên là Trung Châu Long nhà. Trung Châu Long nhà vậy nhưng không kém chút nào vũ tộc, chạy tới hỏi. Ngươi xem người ta để ý tới hay không ngươi liền xong rồi. Lại, nếu là rồng này Ngạo Kiều thật sự là người Long gia, chính mình chạy tới hỏi không chừng sẽ còn dẫn phát mâu thuẫn liền người mẹ nó hiểu lầm. Khi dễ tộc ta 20 thần nữ đúng không phải làm sao mới ổn đây, có chút phiền phức a. Bọn hắn chần chờ. Thật tình không biết cùng lúc đó, Long Ngạo Kiều dĩ nhiên đã lặng yên không một tiếng động liên hệ với chính mình thực thể phân thân. Phân thân kia, sớm đã dùng Infinite Users chi thuật biến trở về Long Ngạo Thiên bộ dáng. Giờ phút này, chính tùy thời mà động. Đạt được chỉ lệnh, Long Ngạo Thiên cười. Yên lặng mấy năm. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều đã quên bị bản thiếu chi phối sợ hãi. Như vậy là...
thời điểm nói thiên hạ biết, bản thiếu trở về. Vũ tộc lũ súc sinh, chuẩn bị xong chưa? Chính nói thầm bên trong. Thần thức quét qua, lại phát hiện phạm vi bên trong có không ít loài chim, ngược lại là, không có gì nhân vật lợi hại. Nhưng cũng là loài chim A. Cho ra chết. Đông, những này loài chim đột nhiên cảm thấy nhịp tim kịch liệt gia tốc, lập tức, trái tim từ nội bộ bạo liệt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu là trước đó tin tức không sai, kia cái gì vũ tộc đệ nhất thần con, hẳn là ngay tại kề bên này mới là. Làm xong đây hết thảy, Long Ngạo Thiên cấp tốc ghé qua khắp các nơi, tìm kiếm vũ tộc đệ nhất thần con tung tích. Nếu là tùy ý hiện thân, gây nên vũ tộc chú ý, không khỏi quá mức trùng hợp, hay là khó mà tẩy thoát bản tôn bên kia hiểm nghi. Nhưng nếu là tập sát vũ tộc đệ nhất thần con, lại liền nói đến thông. Bởi vì chuyện này chính mình có tật xấu a, đệ tam thần con là chính mình làm chết, đệ nhị thần con là mình cùng Cổ Nguyệt Phương Viên liên thủ làm chết, tiện thể còn giết chết bọn hắn người hộ đạo. Phía sau, chính mình mặc dù yên lặng mấy năm, nhưng trước đó trận chiến kia chính mình thụ thương rất nặng, yên lặng mấy năm cũng rất bình thường đi, thẳng đến tìm, tới cơ hội có thể đánh lén vũ tộc đệ nhất thần con hoàn toàn hợp tình hợp lý, rất nhanh. Hắn phát hiện vũ tộc đệ nhất thần con tung tích. Tin tức không sai, tìm được. Súc sinh này quá yêu trang bức, đi tới chỗ nào đều kim quang lóng lánh, cùng cái mặt trời nhỏ giống như, nếu không, thật đúng là không dễ tìm cho lắm, bất quá bây giờ hắn ẩn nấp tự thân khí tức, cấp tốc tới gần. Như muốn nhất kích tất sát, mặc dù chuyến này là vì bại lộ tung tích, nhưng nếu là có thể thuận tay đem vị này vũ tộc đệ nhất thần con cho làm chết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cái này tiên võ đại lục tuy nhiều sinh tụ tập, có thể đếm được năm trôi qua, ta đi khắp đại giang nam bắc vũ tộc đệ nhất thần con, kim ô thần tử toàn thân kim quang sáng chói, giống như đúc bằng vàng ròng. Làn da, lông tóc, con ngươi thậm chí quần áo, tất cả đều hiện lên màu vàng, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Hắn ngồi ở chỗ đó, khí vũ hiên ngang, thần sắc tràn đầy thổn thức, giống như lấy vô tận tịch mịch, đang cùng còn lại mấy cái vũ tộc thiên kiêu nói, có thể cùng bản thần tí nhất chiến, có thể làm cho bản thần con lo mắt mà nhìn người, lại là lác đác không có mấy. Thậm chí, có thể tại bản thần tử thủ bên dưới chống nổi 10 chiêu người, đều chỉ có giải rác mấy người. Trong đó, thậm chí còn có mấy tên thánh địa đệ tử, cũng có nhất lưu tông môn, thậm chí siêu nhất lưu tông môn thánh tử, thánh nữ. Yêu này sinh. Quả nhiên là tịch mịch như tuyết a. Có lẽ, cũng chỉ có thánh địa thánh tử, thánh nữ, có thể cùng bản thần tí nhất dài ngắn, một hồi cao thấp. Nhưng bản thần con vững tin, dù cho là thánh địa thánh tử, thánh nữ, bản thần con cũng có thể đem nó chấn áp. Quét ngang hết thảy địch, chấn áp đương đại. Cái này hoàng kim đại thế, cũng chỉ có bản thần con, có thể xưng khôi thủ. Thoại âm rơi xuống. Mấy cái yêu tộc thiên kiêu lập tức cùng vuốt mông ngựa, thần tử nói cực phải. Thần tử thiên phú tuyệt luân, thiên hạ người nào có thể địch? Có thể tại thần tử ngài trong tay qua một chiêu mà kẻ bất tử, đã có thể danh lưu ngàn sử. Thánh tử, thánh nữ, làm sao có thể là thần tử đối thủ của ngài? Ngài cuối cùng rồi sẽ nhanh chân hướng về phía trước, chấn áp vô số thời đại. Từ nay về sau vô số năm, mọi người nói đến thiên kiêu lúc, đem chỉ có một cái tên, đó chính là ngài, Kim Ô thần tử. Kim Ô thần tử rất là hưởng thụ, nghe nheo cặp mắt lại. Ngay tại tiến lên Long Ngạo Thiên lại là khóe miệng cuồng rút, cơ hồ nôn mửa. Không biết xấu hổ gặp qua không ít, trang bức, tự cao tự đại càng là khắp nơi có thể thấy được, nhưng như vậy không cần mặt mũi, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Lại sao bản thiếu còn không biết xấu hổ? Hắn cảm thấy ngạc nhiên. Thảo, nhân tài A, đáng tiếc sớm muộn giết chết ngươi. Hắn đột nhiên bạo khởi, cách không xuất thủ, đánh ra bá thiên thần quyền. Phong vân đột biến. Mọi loại pháp thì xâm nhập. Vô tận uy năng cuốn tới. Người nào? Mấy cái vũ tộc thiên kiêu quá sợ hãi, lập tức tiến lên ngăn cản, đồng thời phẫn nộ quát, dám tại thần tử trước mặt làm càn, người đã thủ tử có đạo, các ngươi cũng xứng. Long Ngạo Thiên ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, trong nháy mắt xông qua. Những thiên kiêu này đang còn muốn Kim Ô thần tử trước mặt biểu hiện một phen, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là thác thân mà qua trong nháy mắt, bọn hắn liền trong nháy mắt bạo liệt, chỉ còn lại có một chút tàn phá khôn lông theo gió phiêu lãng. Muốn chết. Kim Ô thần tử giận dữ. Phấn khởi xuất thủ, phanh, hai người đối quyền, trong chốc lát mà thôi, một vòng lại một vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán ra đến. Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, Kim Ô thần tử hai mắt nhắm lại, là ngươi, Long Ngạo Thiên. Ngươi giết hai tên phế vật kia thì cũng thôi đi, nhưng mấy cái này thế nhưng là bản thần con thích nhất, thổi bản thần con thoải mái nhất thủ hạ A. Long Ngạo Thiên tê. Thảo, ngươi là thật sao bản thiếu đều có thể trang A. Vốn cho rằng ngươi tức giận như vậy là vì cái gì, kết quả là bọn hắn nhất biết thổi. Chờ chút. Còn mẹ nó ngươi tốt nhất nói chính là cái kia thổi. Trong lòng của hắn xem thường, trên mặt lại là không nói một lời. Điên cuồng tiến công, đánh tới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang.
Các loại đạo pháp, bí thuật, thần thông liên tiếp oanh ra, mảnh khu vực này gần như trong nháy mắt hóa thành tuyệt địa. Nhưng cũng chính là ở nơi tuyệt địa như thế này bên trong, lại có một viên kiều dương từ đầu đến cuối lập lòe, vững chắc, không ngừng tới đại chiến, phản kích, đánh ra thuộc về mình phong thái. Đó là Kim Ô Thần Tử, nó bản thể chính là Kim Ô, một khi toàn lực ứng phó, liền cơ hồ giống như là một viên thái dương. Cả hai đại chiến, trong nháy mắt đánh băng 10 vạn dặm cương thổ, liền cái này, vẫn là bọn hắn cố ý thu liễm, càng đánh càng cao duyên cớ. Luân phiên đại chiến, Kim Ô Thần Tử thét dài, thanh chấn cửu tiêu, dung chuyển thương khung. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên, ngươi cho rằng bản thân con là ai? Hai tên phế vật kia, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cầm xuống bản thân con. Không hề nghi ngờ, tuyển tập thần tử làm ngươi trở về đằng sau đầu tiên mục tiêu, là ngươi đời này lớn nhất sai lầm, hôm nay, ngươi đem táng thân nơi này. Kim Ô Thần Hỏa, oanh, biển lửa lan tràn ra, là Kim Ô Thần Hỏa, nhưng cũng là Thái Dương Chân Hỏa, uy lực cực mạnh, siêu việt tuyệt đại bộ phận dị hỏa. Long Ngạo Thiên khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ trăng bức, là bản thiếu lớn nhất sai lầm, à đúng đúng đúng, vậy ngươi nhanh giết chết ta nha, gọi lợi hại như vậy làm gì? Còn không phải không có bản sự này, không có cái này nắm chắc, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được khó giải quyết, cho nên mới gọi hung ác như thế, muốn tại đại chiến đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài, để vũ tộc cao thủ biết được, sau đó đến đây vây giết. Bản thiếu biết mục tiêu của ngươi là như vậy nhưng bản thiếu chính là không nói ra. Bởi vì bản thiếu chính là biết ngươi sẽ như thế, cho nên mới cố ý như vậy, chỉ có như vậy, bản tôn bên kia mới sẽ không có bất kỳ phiền phức. Về phần ngươi xúc sinh lông lá này, thật đúng là cho là mình rất mạnh a. Nếu không có bản thiếu vốn là muốn làm ra động tĩnh, vừa rồi tập sát, có thể bị ngươi sớm phát hiện, nếu là bản thiếu bản tôn ở chỗ này, phân thân cùng bản tôn hợp nhất, thực lực còn phải lại thêm 2 điểm, ngươi còn có thể cùng bản thiếu thế lực ngang nhau. Hắn khinh thường, vẫn như cũ tới đại chiến. Chỉ là dù là mạnh như Long Ngạo Thiên, cũng không thể không thừa nhận, cái này Kim Ô Thần Tử, thật là có mấy cái bàn trải. Làm đệ nhất thần con, thân phụ thần thú huyết mạch, thật đúng là không tính yếu. Chí ít tại tất cả cùng Long Ngạo Thiên giao thủ qua người bên trong, cái này Kim Ô Thần Tử biểu hiện, chính là nhất biết tròn biết méo một cái, tuyệt không tính yếu. Không những không kém, còn rất mạnh. Giờ phút này, mặc dù song phương cũng còn chưa từng toàn lực ứng phó, cũng còn cất giấu đại chiêu, nhưng Long Ngạo Thiên có thể cảm giác được, đối phương giờ phút này, thật không thể so với phân thân của mình yếu hơn bao nhiêu. Thật muốn liều mạng một trận chiến, xác suất lớn là song song trọng thương, có thể là đồng quy vu tận. Nhưng cái này cũng không để hắn cảm thấy sợ hãi, có thể là khó chịu, ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn. Mạnh chút mới tốt, nếu là quá yếu, cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị. Nhưng vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, bản thiếu đều chính là cười đến cuối cùng người, Kim Ô Thần Tử. Lần sau gặp lại, định chém ngươi. Long Ngạo Thiên có loại này tự tin. Hắn tốc độ phát triển cơ hồ viễn siêu tất cả mọi người, bất hủ cổ tộc đệ nhất thần con. Không cần bao lâu, liền có thể chém chi, mà cái này là một trận nhất định không cách nào phân ra sinh tử chiến cuộc. Long Ngạo Thiên đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bị chém giết nơi này. Khi hắn cảm thấy có rất nhiều vũ tộc yêu vương tới gần, lúc này biến sắc, dùng chính hắn đều chán ghét cùng ghét bỏ ngữ khí, cả giận nói, tạp mao điểu, ngươi không giữ chữ tín. Ngươi ta đại chiến, lại vẫn gọi người. Không đối, gọi là còn lại xúc sinh, ngươi. Ngươi gọi bản thân con cái gì? Tạp mao điểu trong nháy mắt tức giận. Nguyên bản nó vẫn rất không có ý tứ tới. Dù sao mình trên mặt nổi cùng Long Ngạo Thiên đại chiến, vụng trộm lại gọi đồng tộc đến đây vây giết, cử chỉ này không phải yêu nghiệt cách làm. Nhưng Long Ngạo Thiên chính là vũ tộc tử thù, lại hắn cảm giác đến, chính mình chưa hẳn có thể thắng dễ dàng đối phương, bởi vậy nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Kết quả giờ phút này, Long Ngạo Thiên lại là đột nhiên miệng thối, đưa nó phun đầu não ngất đi. Tạp mao điểu, làm sao, không thích. Long Ngạo Thiên vừa đánh vừa lui sau khi, cười nhạo nói, vậy liền cho ngươi đổi một cái. Xúc sinh lông lá, như thế nào, nha, làm sao còn nổi giận đùng đùng. Bất quá ngươi nhìn ngươi cái kia qua nôi, còn không có nhà ta gà trống đỏ thắm màu gà đẹp mắt, cứ gọi ngươi gà mái đi, ngươi đang tìm chết. Kim Ô Thần Tử giận dữ, chính mình sao mà cao quý, vô luận là huyết mạch phản tổ, thuần huyết Kim Ô thân phận, hay là vũ tộc đệ nhất thần con thân phận, đều để nó nhất định thân phận cao thượng, tại vô số người phía trên. Từ nhỏ đến lớn, đều bị vô số tộc nhân sùng ái. Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hắn hồ ngôn loạn ngữ, có nửa điểm bất kính. Giờ phút này nó lần thứ nhất kiến thức đến lòng người hiểm ác. Cũng là lần thứ nhất biết được, một người miệng, vậy mà mẹ nhà hắn có thể thối đến loại trình độ này. Tại chỗ liền bị phun choáng váng, đầu ông tác hưởng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Suýt nữa đầu óc nóng lên, để mặt khác yêu vương không cho phép nhúc nhích tay, chính mình muốn đơn độc chém giết Long Ngạo Thiên.
cũng may nó hay là miễn cưỡng tương đối tỉnh táo. Không bao lâu, Long Ngạo Thiên bị vây công, liên tiếp bị thương, bị đuổi giết. Nhưng dù là như vậy, bị không ngừng vây công Long Ngạo Thiên cũng không ngừng qua miệng, vẫn luôn tại phun, đem kim ô thần tử khí ngao ngao thét lên. Giết hắn. Không, bắt hắn. Bản thân có muốn đích thân xé nát miệng của hắn. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên lại là nắm lấy cơ hội chạy trốn, cũng cười như điên nói, ha ha ha, xúc sinh lông lá, không gì hơn cái này, ngay cả ta nhà gà mái cũng không bằng. Ngươi cho bản thiếu chờ lấy. Hôm nay ngươi không nói tiên đức, ngươi ta đối chiến, lại không biết liêm sỉ gọi tới rất nhiều đối thủ, đợi ngày sau gặp lại, định đưa ngươi nhổ lông, nướng đến nhắm rượu. Kim ô thần tử giận dữ, còn lại yêu vương cũng là giận quá mà cười, nhào nhào truy sát. Nhưng Long Ngạo Thiên vốn là có chuẩn bị mà đến. Nhìn như vì tập sát, kỳ thực, chỉ là vì bán mặt. Đào mệnh chi pháp, đường lui sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt giết. Bọn hắn điên cuồng đuổi theo mấy ngày, cuối cùng vẫn là bị Long Ngạo Thiên chạy thoát. Đáng chết! Các ngươi đều là làm ăn gì? Kim ô thần tử cuồng phún chúng yêu vương. Nhưng sau một khắc, chúng yêu vương lại là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Kim ô thần tử lúc này mới triệt để tỉnh táo lại, hơi nhướng mày, phẩy tay áo bỏ đi. Nó tuy là đệ nhất thần con, thân phận rất cao, nhưng bất kỳ một vị yêu vương đều là đệ bát cảnh bên trong người nổi bật, liền trước mắt mà nói, nhưng cũng không kém gì nó bao nhiêu. Huống chi là nhiều như vậy yêu vương ở đây, làm phòng bị đỗi, hay là đi trước là bên trên. Huống chi chính mình liên hợp bọn hắn đều không có đem Long Ngạo Thiên cầm xuống, quả thực có chút trên mặt không ánh sáng a. Cùng lúc đó, trận đại chiến này tin tức cũng đang nhanh chóng khuếch tán. Tại yêu tộc bên trong khuếch tán tốc độ nhanh nhất. Đại chiến vừa mới bắt đầu không lâu, vòng vây Lãng Nguyệt Tông những cái kia vũ tộc yêu vương liền đã nhận được tin tức, nhao nhao nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chính chủ nhân xuất hiện, nhưng bên này bức đều đã giả ra đi, nếu là đầu voi đuôi chuột cứ vậy rời đi, khó tránh khỏi sẽ đọa vũ tộc mặt mũi a. Rất nhanh, Lâm Phàm cũng đạt được tin tức. Cười, rượu a. Hắn vui tươi hớn hở nói rồng thực sự Ngạo Thiên xuất hiện. Thật đúng là xảo. Làm sao, vị này yêu vương, nhưng còn có loại chuyện gì? Chúng yêu vương trầm mặc, cái kia toàn thân cháy hừng hực, tính tình nhất là nóng nảy yêu vương khóe miệng cũng là hung hăng co lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đối với, quá mức trùng hợp, có lẽ chính là phân thân bí pháp. Nhưng nó nhưng trong lòng cảm thấy, kỳ thật chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao Long Ngạo Thiên mục đích quá minh xác, muốn tập sát Kim Ô thần tử, cái này rất phù hợp nhất quán đến nay tác phong. Nhưng không có khả năng thừa nhận a, nếu không, càng không tốt kết thúc, cũng có đạo lý. Lâm Phàm vui tươi hớn hở nói, không bằng như vậy đi, các ngươi đều có thể ở chỗ này trông coi, chỉ cần không ảnh hưởng tông ta đệ tử chính là. Sau đó thì sao, các ngươi phái người, có thể là liên hệ chính mình vũ tộc mặt khác đại năng, để tinh thông phá vọng chi pháp, có thể là có loại này pháp bảo tồn tại đến đây, sau đó phân rõ Long Ngạo Kiều thật giả, như thế nào. Nếu nàng thật sự là Long Ngạo Thiên, có thể là giả gái tùy các ngươi muốn như thế nào, ta Lãng Nguyệt Tông đều không can thiệp. Vừa vặn rất tốt. Long Ngạo Kiều nhíu mày. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, xem như chấp nhận Lâm Phàm đề nghị. Kỳ thực, lại có chút khó chịu. Mã Đức, chính mình còn cần may danh ẩn tích. Không đối, không có ẩn tính. Nhưng tên là thật chôn. Đổi trước kia, chính mình chịu thụ nhục này, nhưng bây giờ, chính mình tựa hồ cũng không có cảm thấy có khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là, chính mình khi nào có loại cải biến này? Chẳng lẽ là cùng Phạm Kiên Cường ngu xuẩn kia học, dẫn đến chính mình biến tiện? Nàng không biết phải chăng là chính là như vậy. Nhưng giờ phút này, nội tâm của nàng chỗ sâu cảm thấy, loại thao tác này, tựa hồ cũng không tệ, không cần cả ngày cùng những cái kia dơ bẩn, bàng thúi khôn khôn bọn họ liều sống liều chết chỉ là thay cái thuyết pháp, liền có thể đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Lại vô luận bọn hắn dùng cái gì bí thuật, dùng cái gì pháp bảo, đều khó có khả năng đem chính mình nhìn thành Long Ngạo Thiên đợi đến thời điểm, nhìn xem bọn hắn mộng bức, ngạc nhiên bộ dáng. Đừng nói, chính mình cũng sẽ vụng trộm vui đi, vả lại đan dược kia, là thật hương a. Ngoài trận pháp, trong đó một vị yêu vương vẫy tay một cái bố trí xuống cách âm kết giới, sau đó, bọn hắn cùng tiến tới, bắt đầu thương nghị. Các ngươi nghĩ như thế nào? Long Ngạo Thiên đã hiện thân, mặc dù có chút quá trùng hợp, nhưng Long Ngạo Kiều hiểm nghi đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Tại như vậy điều kiện trước tiên phía dưới, Lâm Phàm chết sống không chịu giao người, chúng ta nếu là cường công sợ là có chút không ổn. Hoàn toàn chính xác không ổn. Chỉ là, nếu nàng lời nói làm thật, những bí thuật này chính là Trung Châu Long nhà bí truyền. Cái kia chẳng lẽ không phải đại biểu, Long Ngạo Thiên cũng là Trung Châu Long nhà nhân vật trọng yếu. Hừ, phải thì như thế nào? Hắn giết ta vũ tộc thứ ba, đệ nhị thần con phía trước, chính là Long gia ở trước mặt, ta vũ tộc cũng là có lý một phương, không việc gì phải sợ hắn.
điều này cũng đúng nói như thế, không bằng liền theo cái này Lâm Phàm lời nói, như thế nào? Ta cho là có thể thực hiện. Mặc dù sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Hoàn toàn chính xác, dù sao, chúng ta phải đối mặt có khả năng không chỉ có chỉ là một cái Lãng Nguyệt Tông, còn có tiểu cô nương kia đâu, vậy liền đáp ứng bọn hắn. Vây mà không công, thẳng đến xác nhận Long Ngạo Kiều thân phận. Có thể cái này phá vọng chi thuật kêu ai tới tốt nhất? Tả Nhãn Kim Ưng Vương. Đối với, liền Tả Nhãn Kim Ưng Vương. Nó một đôi mắt rất là yêu tả, nghe nói còn phát sinh qua nhiều lần biến dị, có thể khám phá ngàn vạn hư ảo, xuyên thủng vạn vật bản chất. Như rồng này Ngạo Kiều đích thật là dùng một loại nào đó biến hóa loại bí thuật, tất nhiên không chỗ che thân. Vậy liền liên hệ nó, xin nó tới. Tốt. Bọn hắn triệt hồi cách âm kết giới. Tốt. Theo ý ngươi lời nói. Lâm Phàm gật đầu, cười tủm tỉm nói. Tốt. Hắc từ các ngươi đáp ứng giờ khắc này lên. Liền đã thua rồi. Nàng hiện tại từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả linh hồn đều có chút nữ nhân. Còn có thể bị các ngươi nhìn ra Long Ngạo Thiên phải không? Sách. Tản đi đi. Không cần lo lắng. Giờ phút này, Lâm Phàm quay người, đối với rất nhiều đệ tử, trưởng lão khoát khoát tay, để bọn hắn tán đi. Long Ngạo Kiều ngược lại là không có lui. Nàng lại lấy ra một cái băng ngồi nhỏ, ở giữa không trung ngồi xuống, ôm cánh tay, đối xử lạnh nhạt lạnh lùng nói bản cô nương chính là ở đây, đối đãi các ngươi xác nhận thân phận đằng sau, chờ ngươi các loại xin lỗi. Nếu không, ta Long gia tự có thuyết pháp. Một đám yêu vương không cam lòng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là có chút biệt khuất, chỉ là ở trong lòng chửi mẹ, con mẹ nó, sớm biết liền không tiếp việc này. Nếu là có thể xác nhận thân phận còn tốt, cùng lắm thì đại chiến một trận. Nhưng nếu là không có khả năng đây chẳng phải là còn phải cùng người ta xin lỗi. Cái này nhiều mất mặt a, không xin lỗi còn nói không đi qua, Long gia tìm tới cửa bao nhiêu cũng là phiền phức. Khó chịu, Long Ngạo Kiều nhìn như sắc mặt âm lãnh, ở sâu trong nội tâm, lại là cười trộm không thôi. Chờ các ngươi cho bản cô nương xin lỗi. Hết lần này tới lần khác bản cô nương thật đúng là Long Ngạo Thiên. Ha ha ha, yêu vương đều là đệ bát cảnh bên trong người nổi bật, vũ tộc yêu vương, tốc độ càng nhanh, lại thêm vũ tộc đặc thủ con đường. Vừa mới nửa ngày mà thôi, Tà Nhãn Kim Ưng Vương liền đến. Gọi bản vương tới đây làm gì? Nó kinh ngạc, các ngươi liên hệ bản vương lúc chỉ nói cấp tốc, nhưng giờ phút này nơi nào có cấp tốc bộ dáng. Nó làm không rõ ràng. Cái này không không đánh nhau sao? Lại Lãng Nguyệt Tông những người kia cũng hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương bộ dáng. Cái này gọi cấp tốc hố cha đâu đây là? Còn lại yêu vương hai mặt nhìn nhau, lập tức cái kia hỏa nhân vội ho một tiếng, nói khục. Tả Nhãn, ngươi chớ có sốt ruột, nghe ta tinh tế nói tới. Chuyện là như thế này một lát sau. Tả Nhãn Kim Ưng Vương chửi mẹ, thảo. Các ngươi đây là thật hố cha đâu. Tốt a, Mã Đức, chính các ngươi đâm lao phải theo lao, phân rõ không được thân phận, liền để ta đến. Hay là tại biết rõ Long Ngạo Thiên đều đã đồng thời hiện thân, tình huống dưới. Vậy ngươi cái này mẹ nó không phải hố cha là cái gì? Một khi ta nhìn nàng không có vấn đề, liền phải xin lỗi a. Chuyện này nhiều mất mặt, các người mẹ nó trong lòng không có điểm bức số a. Chính mình xin lỗi thì cũng thôi đi, đem ta mẹ nó gọi tới, vậy ta cũng không phải mất mặt. Cam a, thứ ba, đệ nhị thần con lại mẹ nó không phải tộc ta đằng sau, cùng là vũ tộc ta giúp điểm bận bịu thì cũng thôi đi, các người mẹ nó lại như vậy lừa ta. Tả Nhãn Kim Ưng Vương nhìn về phía còn lại yêu vương, ánh mắt cũng thay đổi. Tốt a, một đám hố hàng, mẹ nhà hắn. Hỏa nhân lại nói, Tả Nhãn, ngươi nhìn, sự tình đâu chính là như thế cái sự tình. Cũng không phức tạp, nghĩ đến lấy trí tuệ của ngươi, nên cũng nghe minh bạch đi. Kia cái gì, bắt đầu đi. Dù sao việc này liên quan đến toàn bộ vũ tộc. Đại gia ngươi, Tả Nhãn Kim Ưng Vương trong lòng điên cuồng chửi mẹ. Thậm chí muốn nhảy dựng lên giết chết bọn hắn. Nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể đáp ứng. Vậy liền để bản vương đến xem bên trên xem xét Tả Nhãn Kim Ưng Vương. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Cái kia yêu tả, quỷ dị con ngươi nhìn về phía Long Ngạo Kiều chậm đã. Long Ngạo Kiều đứng dậy, điềm nhiên nói, người tốt nhất chỉ là nhìn bản cô nương phải chăng vận dụng biến thân chi thuật, nếu là dám can đảm thấu thị bản cô nương quần áo. Suối quẩy. Tả Nhãn Kim Ưng Vương khẽ nói, đừng muốn tự luyến. Tại trong nhân tộc, có lẽ ngươi thật sự thuộc về tuyệt sắc, nhưng bản vương chính là vũ tộc, là ưng. Ta đối không có lông vũ nhân tộc, không có hứng thú. Tốt nhất là như vậy. Nếu không, ngươi chính là thủ tử có đạo. Long Ngạo Kiều vẫn đang uy hiếp. Tả Nhãn Kim Ưng Vương càng bất đắc dĩ. Mã Đức, người ta sợ bị thấy hết thân thể, đây là nam nhân cách làm. Hắn tất không phải Long Ngạo Thiên a. Cái này chẳng phải là nói bản vương tất mất mặt, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, vận dụng chính mình bản mệnh thần thông. Một đôi tả nhãn xuyên thủng vạn vật trực thấu bản chất, lập tức, hắn sắc mặt vui mừng. A, có biến hóa chi thuật vết tích. Cái gì? Có. Chúng yêu vương kinh ngạc, lập tức đại hỉ.
bọn chúng đều coi là cái mặt này là ném định, lại không nghĩ rằng, lại có biến hóa chi thuật vết tích, lúc này chuẩn bị thao ra hỏa. Tà nhãn kim ưng vương cũng là mừng rỡ, nhưng lập tức, nó mộng, ân, không, không đối. Chúng yêu vương, tại sao lại không đúng? Nàng đích xác dùng qua một loại cực kỳ cao thâm biến hóa chi thuật, nhưng lại không phải Long Ngạo Thiên biến thành Long Ngạo Kiều, cũng không là nam biến nữ, mà là nữ biến nữ nàng bản thể, kỳ thật một bộ váy trắng, thấp hơn nửa cái đầu, nhìn qua lại 10 phần đáng yêu. Tóm lại, cùng giờ phút này một thân đen, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc hình thành so sánh rõ ràng. Chúng yêu vương, a, o, thập cái quỷ gì? Tả nhãn, ngươi xác định không nhìn lầm. Đương nhiên không nhìn lầm, các ngươi mẹ nhà hắn là đang chất vấn bản vương ân. Tả nhãn kim ưng vương vốn định giận phun, nhưng nghĩ lại, không thích hợp, cái gì gọi là xác định, mình không thể xác định a, nó con ngươi đảo một vòng, khục, không, không đối. Ý tứ của bổn vương nói là, bản vương không nhìn lầm, nhưng bản vương cũng không thể xác định, bản vương nhìn thấy, chính là cuối cùng bản chất, dù sao bản vương hai con ngươi mặc dù bất phàm, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch, lại không dám nói nhưng nhìn phá hết thảy. Cho nên có yêu vương phất tay lại lần nữa bố trí xuống cách âm kết giới, tả nhãn, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Luận đồng lực, tại ta vũ tộc, chính là những cái kia yêu hoàng, thậm chí yêu đế đại nhân đều chưa hẳn có thể bằng từng chiếm được ngươi a. Ngươi sao nhỏ còn tự coi nhẹ mình. Là chính là, không phải cũng không phải là thôi. Đúng thế. Tả nhãn kim ưng vương trong lòng cười lạnh. Nói thì nói như thế, nhưng ta nếu là một ngụm chắc chắn, người có trách nhiệm không phải liền là bản vương sao? Xin lỗi cũng phải có bản vương một phần. Bản vương không cần mặt mũi sao? Cái kia không được nghĩ biện pháp, quanh co, đem bản vương hái ra ngoài. Ôi chao! Không thể nói như thế, việc này liên quan đến chúng ta toàn bộ vũ tộc mặt mũi, há có thể như vậy trò đùa. Nhất định phải nghiêm cẩn. Tà nhãn kim ưng vương nghiêm mặt nói, nghiêm cẩn, hiểu không? Bản vương đồng thuật mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng có tự biết tên, đoạn không dám xưng vô địch. Cho nên, còn cần thận trọng. Thận trọng? Này làm sao thận trọng? Còn có ai đồng thuật có thể tại ngươi phía trên phải không? Có. Tà nhãn kim ưng vương hai mắt nhắm lại, trùng đồng người. Chúng yêu vương biến sắc, nghe ngươi lời nói, hẳn là đương đại lại có trùng đồng người giáng sinh phải không? Trùng đồng, biệt danh tiên đồng. Mắt sinh song đồng, thần bí khó lường, có được kinh thiên thần uy. Nghe nói có thể khai thiên, có được trùng đồng người đều là thượng cổ thánh hiền. Trùng đồng người, chính là trời sinh chí tôn. Đồng thời, trùng đồng, cũng là tiên võ đại lục công nhận mạnh nhất đồng thuật, không có cái thứ hai. Trùng đồng đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, mạnh bao nhiêu uy năng, đương đại đã mất người rõ ràng, nhưng tất cả mọi người biết, trùng đồng, là thật ngư bức, đặc biệt ngư bức, mọi người chỉ biết, trong thiên hạ, liền không có trùng đồng nhìn không thấu giả tượng, nhìn không thấu hư ảo, đồng thời. Trùng đồng còn có chiến lực kinh người, có thể nhẹ nhõm chém hết cùng giai chi địch. Tiên võ đại lục đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, qua trùng đồng người tung tích, hẳn là đương đại lại có trùng đồng người dáng thế. Bọn hắn nhìn về phía tả nhãn kim ưng vương, mỗi cái yêu vương đều cực kỳ chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin. Trùng đồng quá lợi hại, vậy cơ hồ là giống như là thần thể, nhưng lại siêu việt thần thể tồn tại, thần thể mặc dù cường hoành, hy hữu, nhưng cách mỗi mấy cái như vậy thời đại, nhưng dù sao sẽ xuất hiện một vị. Có thể trùng đồng người tiên võ đại lục đã tới thiếu trăm vạn năm chưa từng xuất hiện. Lại thần thể chết yểu không phải số ít, mà trùng đồng người, có sử có thể tra đến nay, cuối cùng lại tất cả đều trở thành chân chính, chí tôn, sau đó phi thăng thượng giới. Đều không ngoại lệ, trùng đồng người, trời sinh chí tôn. Trùng đồng người, tức là vô địch, nếu thật có trùng đồng người dáng thế, đây chính là toàn bộ tiên võ đại lục đều muốn chấn động đại sự, thậm chí, đem sửa tương lai, vũ tộc, thậm chí yêu tộc đều muốn cẩn thận đối đãi. Rất khó lấy tin a. Tả nhãn kim ưng vương kỳ thật cũng vừa nhận được tin tức không lâu, nhưng giờ phút này lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cái này bức đến chăng a? Nó hừ lạnh nói, các ngươi cũng không nghĩ một chút, bây giờ là thời đại nào? Hoàng kim đại thế. Như thế nào hoàng kim đại thế? Bao nhiêu vạn năm không ra yêu nghiệt đều muốn thành tốt xuất hiện. Nếu không, các ngươi coi là cái này nho nhỏ một cái lãng nguyệt tông, tại sao lại có nhiều như vậy yêu nghiệt đệ tử? Trùng đồng người tại đương đại xuất hiện, há không hợp lý? Yêu vương bọn họ hai mặt nhìn nhau, nói thì nói như thế không sai, nhưng lại vẫn cảm thấy chấn kinh. Trùng đồng người ở nơi nào? Sinh ra ở một tộc nào? Thế nhưng là ta yêu tộc đằng sau. Giờ phút này, bọn chúng thậm chí đều không lo được Long Ngạo Kiều thân phận, nhao nhao truy vấn trùng đồng người manh mối, cũng chờ đợi trùng đồng người chính là yêu tộc đằng sau. Chỉ vì cổ trong sử những cái kia trùng đồng người chiến tích thực sự quá mức biến thái, ai cũng không cách nào khinh thị. Như đương đại trùng đồng người chính là yêu tộc đằng sau. Vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự.
Nhưng nếu cũng không phải là yêu tộc, thậm chí là yêu tộc cừu địch, vậy coi như phiền toái. Cần không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí liều chết mấy vị đệ cửu cảnh, đều được đem nó chém giết tại còn nhỏ. Quan tâm sẽ bị loạn. Tả nhãn Kim Ưng Vương lại là cười, hay là các ngươi ngay cả đầu óc cũng không có. Nếu là sinh ra ở cừu địch bộ tộc, chúng ta sao lại không hề có động tĩnh gì? Ta cũng sẽ không đưa ra, mời hắn đến tương trợ. Cứ yên tâm đi. Lúc đó trùng đồng người sinh ra ở đông bắc vực bất hủ cổ tộc thạch tộc. Bộ tộc này mặc dù cùng chúng ta yêu tộc quan hệ không được tốt lắm, nhưng nó trùng đồng người chi mẫu bộ tộc lại là cùng ta yêu tộc giao hảo. Lại bây giờ, vị thiếu niên kia chí tôn đã sắp trưởng thành, bắt đầu bộc lộ tài năng, không cần lại che giấu. Rất nhanh thạch tộc liền sẽ vì đó tạo thế. Chúng ta đem nó mượn tới, để thứ nhất xem, vừa vặn có thể cho danh tiếng kia càng lộ vẻ, nghĩ đến thạch tộc sẽ không cự tuyệt, tê. Như vậy rất tốt. Chúng yêu vương yên tâm, nhưng lập tức lại cảm thấy đáng tiếc. Trùng đồng người A, trời sinh chí tôn. Vì sao không phải yêu tộc đằng sau, nhưng cũng có yêu vương đưa ra chất vấn, tả nhãn, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là, ngươi cảm thấy có cần thiết này A. Dù sao ngay cả ngươi cũng nhìn không ra hư thực con rồng kia ngạo thiên mặc dù không kém, nhưng nghĩ đến cũng không chỉ như thế đi. Huống chi kim ô thần tử bên kia mới vừa cùng long ngạo thiên giao thủ qua. Cái này kêu cái gì nói? Nhất định phải nghiêm cẩn, hiểu không? Tả nhãn Kim Ưng Vương ghét bỏ nói, long ngạo thiên liên sát tộc ta hai vị thần tử, rất nhiều đại năng, cường giả, thiên kiêu, như thế đại thù, há có thể dùng hẳn là, khả năng, có lẽ để phán đoán. Nhất định phải nghiêm cẩn. Các ngươi ở đây trông coi, chớ có để long ngạo kiều chạy. Ta cái này liền muốn biện pháp mời người đi. Chán cũng tốt. Ngươi lời nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Yêu vương bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có đồng ý. Tả nhãn Kim Ưng Vương thì là chạy như một làn khói. Chạy thế nào? Long Ngạo Kiều ôm cánh tay, cười nhạo nói, các ngươi ngược lại là nói một chút, bản cô nương đến tột cùng là nam hay là nữ, phải chăng dùng qua biến hóa chi thuật? Ngươi có. Một vị yêu vương nhắm mắt nói, hữu dụng qua biến hóa chi thuật. Long Ngạo Kiều sững sờ. Lập tức kịp phản ứng, lại bị các ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bản cô nương thế nhưng là Long Ngạo Thiên. Chúng yêu vương không nói. Hồi lâu mới nói, tạm thời khó mà nói. Tả nhãn mấy ngày nay tẩu hỏa nhập ma, có chút thấy không rõ lắm. Ngươi tạm chờ chúng ta kêu thêm người nữa đến. Hừ. Long Ngạo Kiều hừ lạnh, các ngươi khi bản cô nương là ai? Tùy ý các ngươi tùy tiện nắm mà sẽ không phản kháng phế vật A. Một lần lại một lần, các ngươi nếu là một mực không cách nào phán đoán, chẳng lẽ bản cô nương liền muốn ở đây một mực bồi tiếp các ngươi phải không? Một lần cuối cùng, hỏa nhân mở miệng, lại gọi đến một người. Như hắn nói ngươi không phải, ngươi liền không phải. Hắn có như vậy tự tin, trong thiên hạ không có trùng đồng người nhìn không thấu ngụy trang. Tốt. Long Ngạo Kiều mặc dù không biết đối phương vì sao có như vậy tự tin, nhưng cũng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không bị khám phá. Con mẹ nó chứ đều là người nữ, ngươi còn có thể đem ta nhìn thành Long Ngạo Thiên phải không? Bản cô nương chờ lấy các ngươi nhận lỗi, xin lỗi. Mã Đức, một đám lão gia hỏa, muốn kéo ta đệm lưng. Nằm mơ. Tả nhãn Kim Ưng Vương vỗ cánh. Chớp mắt vạn dặm, khi thì còn cưỡi trước truyền tống trận hướng đông bắc vực, trong miệng nói nhỏ nói nếu là bản vương cho ra đáp án, cõng nồi, chính là bản vương. Còn phải xin lỗi, bản vương không cần mặt mũi a. Đợi bản vương lần này đi, đem trùng đồng người mời đi ra, sau đó để yêu tộc mặt khác đại năng hộ tống tới, bản vương liền không tới. Vô luận phải hay không phải bản vương đều không muốn dính vào. Suối quẩy, còn phải lại mời người. Lãm Nguyệt trong cung, Lâm Phàm sờ lên cằm, hơi kinh ngạc. Cái kia yêu vương hai con ngươi xem xét liền không đứng đắn, mà lại cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, vậy mà có thể xem thấu cổ trùng ngụy trang, thấy rõ Long Ngạo Kiều trước mắt bản chất, xem thấu nàng trước mắt chân thực bộ dáng chính là trắng Long Ngạo Kiều liền cái này, bọn hắn lại còn không hài lòng, còn phải lại mời người. Lại mời phải là người nào a? Cũng không thể đột nhiên loạn nhập, xuất hiện cái khinh khỉnh, Sharingan, Rin Eagle, chuyển sinh mắt cái gì a? Vừa nghĩ đến đây, con hàng này lắc đầu cười một tiếng. Ân, không có khả năng. Đều không phải là một cái, phong cách vẽ. Bất quá, vô luận mời người nào đến, đều khó có khả năng đem Long Ngạo Kiều nhìn thành Long Ngạo Thiên mới đối, trừ phi có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian nhưng thời gian thứ này huyền, liền xem như đệ cửu cảnh đỉnh phong đại lão, cũng làm không được đi. Không hoảng hốt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là,